Xin chào các anh chị và các bạn, chào mừng mọi người đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau đây xin mời các anh chị và các bạn cùng theo dõi phần 5 trên 20 của chương trình 2000 câu khẩu ngữ Hoa Việt thông dụng. Xin mời các anh chị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Câu 501. Sự chuyện tiến triển đó là? Sự chuyện tiến triển đó là? Sự việc tiến triển đến đâu rồi? <laughs> tiến triển đây là tiến triển. À, tiếng tiến đến đâu rồi ý xe tôi hình xuân ly ý xe tôi hình xuân ly là mọi thứ đều rất thuận lợi xuân <laughs> ly là thuận lợi câu 503 trăm lẻ số trung quyển nì thiên tơ tụng má wò số trung quyển nì thiên tơ tụng má số trung tức là số han gì tôi <laughs> nói tiếng hoa tôi nói tiếng trung gì đó nì thiên tơ tụng má anh nghe có hiểu không thiên tơ tụng tơ đây dùng làm bổ ngữ chỉ khả năng tức là nghe có hiểu được không nếu trong trường hợp mà hiểu được thì chúng ta trả lời hòa thiên tơ tụng tôi nghe và hiểu được nếu như mình nghe mà không có hiểu được thì nó là hòa thiên pu tụng thêm pu tụng câu 505 ni ma mà chua ma ni ma mà chua sầm mẹ của bạn làm công việc gì hoặc là làm nghề gì câu 506 trăm lẻ tha sư hoa cha Tha sư hoa cha, hoa cha là họa sĩ, như vậy là bà là họa sĩ. Câu 507, trơ chen sư, răng quả sàng y sàng, trơ chen sư là cái việc này. Lượng từ của sư là chen, ta không nói là trơ cơ sư được. Trơ chen sư, răng quả sàng y sàng, việc này để tôi suy nghĩ một chút. Câu 508, họ, nỉ họ họ Câu 508, họ, nỉ họ sàng ba họ đây là vâng họ hao ba anh cứ thông thả suy nghĩ hoặc là anh cứ suy nghĩ cho kỹ cũng được tính từ lặp lại nghĩa tăng lên và cái tính từ lặp lại phía sau luôn luôn đọc thành thanh nhất như vậy là đọc là họ họ không đọc là họ họ được chúng ta lưu ý như vậy họ nghĩa họ sẹn ba câu 509 trăm lẻ chín cao xin tờ sư

câu 511 Tha tràng tơ chậm mấy giang Tha tràng tơ chậm mấy giang Khi mình muốn hỏi về bề ngoài Tức là diện mạo bên ngoài của một cái người nào đó Hình dáng bên ngoài Thì ta sẽ hỏi tha tràng tơ chậm mấy giang Như vậy tràng tơ mình tạm dịch là trông Thực ra nó là một cách nói của bổ ngữ chỉ mức độ Nhưng mà mọi người đừng quan tâm lắm Cứ gặp tràng tơ thì ta hiểu là đang nói về ngoại hình là được rồi Tha tràng tơ chậm mấy giang Anh ấy trông thế nào Câu 512 Nũng mỹ ta dẹn Nũng là rậm Nũng mỹ ta dẹn Ta dẹn là mắt to Nũng mỹ ta dẹn tức là mắt to mày rậm Cơ sự cao cao ta Cơ sự cao cao ta Tức là vóc dáng rất cao Tính từ lập lại nghĩa tăng lên Câu 513 Tràng ta dị hô Ní xì khoan Cho sầm mơ cung ta dị hô Ní sĩ khoan Cho Sau khi lớn lên rồi con thích ví dụ đây bố mẹ hỏi à, con thích làm công việc gì, con thích làm nghề gì. Trạng thái gì hô ni xi hoan zuo, shenme gong Câu 514. Wǒ xi hoan tang lao shi. Wo xi hoan tang lao con thích làm giáo viên. Trần Thiên là cả ngày kinh sẽ sân minh tại y chỉ. Trần Thiên kinh sẽ sân minh tại y chỉ, cả ngày quay quần bên các em học sinh. Câu 515. Xiao Gao Xi Wang thông qua tự học nên tăng y miễn phan y viện. Xiao Gao Xi Wang à, bạn cao hy vọng rằng thông qua là thông qua thông qua, qua tự học thông qua tự học. Nẫn là có thể tăng y miễn phan y viện là làm một nhân viên phiên dịch y miễn đây tức là y cưa à, y miễn phan y viện. Xiao Gao Xi Wang thông qua tự học nên đăng y miễn phan y viện câu 516 tha dĩ tiên, nâng sử sen chư chỉ tờ tha ý tin anh ấy chắc chắn anh ấy nhất định Nẫn sửa sen là có thể thực hiện được Sửa sen là thực hiện chư chỉ tờ mông sàng tức là ước mơ của mình mông sàng là ước mơ chư chỉ tờ mông sàng tha dĩ tiên, nẫn sửa sen chư chỉ tờ mông sàng câu 517 trăm Nì mến ?你们两个人, hai anh hoặc là hai người hay hai bạn cũng được ,是什么关系的? Có mối quan hệ gì Có quan hệ gì với nhau có hoặc là có mối quan hệ như thế nào? .我们是, chúng tôi là sư sơn quan hệ thầy trò thôi. Sư là sư, sơn là sư sơn là mối quan hệ thầy trò. quan Câu 519 Quảng lãnh quay sâm mơ à khảo quân khơ ta xuế Quảng lãnh quay sâm mơ à khảo quân khơ ta xuế Quân khơ ta xuế là đại học văn khoa Khoa học xã hội và nhân văn đó Quảng lãnh quay sâm mơ à khảo quân khơ ta xuế Tại sao Vương Lan thi vào đại học văn khoa vậy? Đại học khoa học xã hội và nhân văn ngày xưa gọi là đại học văn khoa câu 520 Yên quê tha ai ho quẩn sẻ Yên quê tha ai ho quẩn sẻ Bởi vì cô ấy yêu thích văn học Ai ho quẩn sẻ Ai ho ngoài động từ yêu thích ra còn là danh từ sở thích Ví dụ ní dụ ai ho bạn có sở thích gì Câu 521 Xin quên lý lào sư trú trai trở lì ba? lý sư, tru trở lì ba Xin quên lý lào sư trú trai trở ba

Ní bên mơ là Tại sao bạn trở thành trở nên Bên này là biến tức là trở thành Trơ mơ mẹo là thon thả như vậy Tức là cái người này có thể trước đây là 呃, Có da có thịt hơn hay là mập hơn Rồi ní chậm bên mơ là Câu 528 Mày thiên chào sang ngủ tiền Của tôi chư thị Mày thiên chào sang ngủ tiền Của tôi 5 giờ sáng mỗi ngày tôi đều phải dậy để đi tập thể dục đấy. Của tôi chỉ toàn thị. Câu 529. Nghĩ cho Làm sao hoặc là tại sao bạn biết được cái người Mỹ đó vậy? Câu 530. Câu 530. 我们在食堂吃饭的时候认识的。

cũng khá là phức tạp để thình phu trả là bằng với hình phu trả rất phức tạp phu trả là phức tạp câu 532 tuy à phê chuyên lý trẻ trẻ bu khở chuyên lý là giám đốc phê cái gì đó bu khở tức là không cái gì đó thì không được phê chuyên lý trẻ trẻ bu khở không phải giám đốc giải quyết là không được đâu như vậy là giám đốc phải giải quyết thì mới được phê chuyên lý trẻ trẻ bu khở

chuyện ta sư phụ Xưa. <cái tim> à trên liên rỉnh liên rỉnh là khiến cho người ta chuyện <cái> ta sư phụ cảm thấy rất dễ chịu câu 535. trăm xèo cao tờ phản gen chậm mấy anh xèo cao tờ phản gen chậm mấy anh cái phòng của xèo cao thế nào hoặc là căn phòng của bạn cao thì thế nào loan chi ba sao loan chi ba sao tức là bừa bộn hết chỗ nói hoặc là rất là bừa bãi rất là bừa bộn 到处都是书,到处都是书。khắp nơi đều là sách, chỗ nào cũng đều là sách cả. Câu 537. Trơ chiến y phục là cái gì chử xuân đả? Chử xuân tức là kích cỡ là thước tất, ví dụ như đo kích cỡ là lẻn sự xuân. Trơ chiến y phục là cái bộ đồ này sư xem sự xuân da? là kích cỡ gì, tức là sai gì vậy? Câu 538 Trơ chên sư trung hao ta Trơ chên sư trung hao ta Chiếc này hoặc là bộ này gì đó Sư trung hao là cái size vừa Hao này là cái số hoặc là cái size xèo hao là size nhỏ Trung hao là size vừa Ta hao là size lớn Như vậy đây trung hao là size vừa Size m Câu 539 Ní mày trơ cơ sầu chí Khoa lờ tốt sao chén à Ní mai trơ cơ sầu chí Khoa lờ tốt sao chén à bạn mua chiếc điện thoại di động này Khoa là, là tiêu tốn tốn sao sẽ là tốn bao nhiêu tiền hoặc là mất bao nhiêu tiền vậy câu 540 y ngủ bài khoai y ngủ bài 1.500 đồng đấy câu 541 Ní chẩm mơ cho là Ní chẩm mơ cho là Tại sao bạn lại đổi công việc nữa rồi vô là lại nữa vô hoan cung cho là lại đổi công việc nữa câu 542 trăm quê cung cho thai mãn là yên quê cung cho thai mãn là bởi vì công việc bận lắm hoặc là bận quá gia ly vô hình ta gia là áp lực vô hình ta lại rất lớn của sâu so bu lèo của sâu so bu lèo tôi chịu không nổi sâu bu lèo là chịu không nổi yên quê cung cho thai mãn là Gia lì hẳn ta Wò sâu bố liệu Câu 543 Trung của Han minzu Dũ Sử dụng khoai Trung Quốc, Han minzu, Han minzu Dũ là dân tộc Hán Trung của Han minzu Dũ là Người Hán của Trung Quốc Sử dụng khoai dự Sử dụng đũa là, bao lâu rồi Bố tao 3500 chen bài nến Bố tao chưa đến ba ngàn năm trăm năm. Câu năm trăm bốn mươi lăm. Nì mến bánh trá là... Chấm ở bú cao su ở dưới sân à? Nì mến bánh trá là... Các bạn dọn nhà rồi hoặc là chuyển nhà rồi. Chấm mơ đây là tại sao? Bú cao su ở dưới sân không cho tôi biết một tiếng. Vậy y sân là một tiếng. Nì mến bánh trá là... Chấm mơ bú cao su ở dưới sân à? Câu năm trăm bốn mươi sáu. mến căng ban là buổi chiều của mình căng ban là pu triệu, căng là mới chúng ta mới chuyển đi chưa bao lâu buổi chiều là chưa bao lâu trời chỉ thiên hải mãn chưa, mấy hôm nay còn đang bận pu trừ phản chen tức là trang trí phòng ốc trang trí nhà cửa phòng ốc của mình căng ban là buổi chiều trời chỉ thiên hải mãn rồi pu trừ phản chen câu 547 trăm bốn ban to nã lì suy nè niềm ấn ban to nã lì suy nè các bạn chuyển đi đâu vậy chuyển đến đâu vậy hòa mến ban to sư trung xin là hòa mến ban to sư trung xin là chúng tôi đã chuyển đến trung tâm thành phố rồi hòa mến ban to sư trung xin là câu 549 trăm bốn mươi chín niềm ấn dầu khôn chỉnh lại của tôi xin chú bà Nimmen you hong, các bạn có rảnh tức là nếu các bạn có rảnh, xin lại Khan Khan mời đến xem Water xin Singhju là chỗ ở mới. Các bạn có rảnh thì mời đến xem chỗ ở mới của tôi nhé. Câu 550, xiển à, trời cơ trầu mua, chúng mình đi. à, vâng. Trời cơ trầu mua, chúng mình đi, <laughs> tuần này nhất định chúng tôi sẽ đi. Đến đây mình xin kết thúc phần 5 trên 20 của chương trình 2000 câu khẩu ngữ Hoa Việt thông dụng. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. mọi người vui lòng đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Xin chúc mọi người học thật vui.